Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. 10 thí sinh nổi bật trong đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Doãn Hải My, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Lê, Ngọc Thảo, Lê Trúc Linh, vân vân, là những cái tên gây ấn tượng sau đêm thi bán kết. Doãn Hải My, 19 tuổi, thuộc nhóm thí sinh được chú ý ngay từ đầu. Trong đêm thi bán kết, nữ sinh Đại học Luật Hà Nội có phần trình diễn chưa thực sự bứt phá, nhưng đủ chứng tỏ sự ổn định. Là gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô đã cho thấy sự cố gắng, không gặp lỗi khi ca quắc. Một trong những điểm yếu của Hải My vẫn là chiều cao, chỉ có 1m67. Lê Nguyễn Bảo Ngọc có chiều cao nổi bật nhất, 1m84. Trong những mùa Hoa hậu Việt Nam gần đây, số đo hình thể của cô là 87, 67, 96. Trước đêm bán kết, Bảo Ngọc chưa phải là ứng viên tiềm năng, nhưng trong đêm thi tối ngày 10 tháng 10, cô đã gây ấn tượng mạnh với nhiều khán giả. Cô gái 19 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những thí sinh ca quắc tốt và ấn tượng nhất ở bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 là Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Mỗi lần bước ra sân khấu, cô đều cho thấy sự tự tin. Ngọc Thảo có chiều cao 1m73, vóc dáng săn chắc, tuy nhiên vẻ đẹp cá tính của cô được nhận xét phù hợp hơn với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Thí sinh Đặng Vân Nì hoàn thành 3 phần thi khá chỉn chu. Trên sân khấu, cô luôn giữ được nụ cười tươi, thần thái rạng rỡ. Vân Nì có chiều cao 1m76, cùng số đo 3 vòng 85, 65, 90. Đỗ Thị Hà, số báo danh 245, cũng không phải cái tên được nhiều người chú ý từ đầu cuộc thi. Song cô đã thể hiện tốt trong phần thi quan trọng để giành một suất vào top 30 năm chung kết. Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m72, gương mặt khả ái, số đo hình thể 80, 63, 89. Có kinh nghiệm từ cuộc thi Miss Quốc Việt Nam 2019, Nguyễn Thị Bích Thùy trình diễn tự tin. Ở cả 3 phần thi áo dài, bikini và trang phục dạ hội, cô có chiều cao 1m73, hình thể cân đối. Với lần trở lại này, có thể thấy Bích Thùy chuẩn bị hành trang khá kỹ cho cuộc thi. Từ vòng lập hồ sơ, Phu Bảo Nghi gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt. Cô cao 1m69, không quá thấp so với mặt bằng chung của thí sinh, nhưng điểm yếu là vóc dáng hơi tròn. Chính Bảo Nghi từng thừa nhận điều này và cho biết mình sẽ cố gắng cải thiện với những gì cô thể hiện ở đêm thi vừa qua. Bảo Nghi xứng đáng có mặt ở top 30 năm. Lê Trúc Linh, sinh năm 2001, thuộc nhóm thí sinh nổi bật, là gương mặt mới, nhưng cô không lúng túng khi đi ca quắc. Một trong những điểm cộng của Trúc Linh là được thần thái tươi tắn trước ống kính. Nữ sinh Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có chiều cao 1m73. Nguyễn Hà My là thí sinh thấp nhất 1m64, được chọn vào top 30 năm chung kết. Xét về chiều cao hay vóc dáng, Hà My không nổi bật, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, nét cá tính của cô vẫn thu hút người đối diện. Đến lúc này, nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội vẫn được dự đoán là ứng viên tiềm năng, có thể đạt thành tích cao. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.